thường xuyên không chỉ đem lại cơ thể săn chắc mà còn giúp bạn chống lại bệnh tật, cải thiện tâm trạng và kiểm soát được cân nặng. Bạn nên dành 150 phút mỗi tuần cho những hoạt động có cường độ trung bình như đi bộ, bơi lội, hoặc 75 phút mỗi tuần cho những hoạt động có cường độ cao. Ngoài cải thiện sức khỏe, thiền có tác dụng lớn trong việc điều hòa cảm xúc, giảm stress, giảm lo lắng và tăng khả năng tập trung của bạn. Thiền hàng ngày còn được chứng minh là giúp cơ thể giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Ăn uống lành mạnh là điều quan trọng để cơ thể hoạt động đúng chức năng. Điều đó đồng nghĩa với việc nạp vào cơ thể lượng protein, carbon hydrate chất lượng cao, chất béo tốt cho tim mạch, vitamin, chất khoáng và nước. Nhưng bạn nhớ lưu ý, hạn chế đồ ăn đã qua chế biến, chất béo bão hòa và chất cồn. Nước duy trì nhiệt độ cơ thể, giảm huyết áp cao, chống ngất xỉu, loại bỏ rối loạn tiêu hóa và làm chậm quá trình lão hóa. Không những thế, uống nước đúng cách còn giúp bạn giảm cân hiệu quả. Đói thường là dấu hiệu cho biết cơ thể đang cần nước. Uống một cốc nước trước khi ăn là điều rất cần đấy nhé. Ngủ giúp cải thiện trí nhớ, chống nhiễm bệnh, giảm stress, giúp kiểm soát cân nặng cũng như rối loạn cảm xúc. Theo một nghiên cứu, thanh thiếu niên từ 14 đến 17 tuổi nên ngủ 8 đến 10 tiếng mỗi đêm, người trưởng thành là 7 đến 9 tiếng và người già là 7 đến 8 tiếng. Một cốc nước chanh ấm vào buổi sáng sẽ giúp cơ thể thải độc, hỗ trợ hệ tiêu hóa, làm sạch gan và cải thiện tâm trạng của bạn đấy. Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Rất nhiều nghiên cứu chỉ ra mối liên kết giữa bữa sáng và sức khỏe tốt như giúp cải thiện trí nhớ, sự tập trung, giảm nồng độ cholesterol xấu, giảm nguy cơ béo phì và nguy cơ mắc bệnh tim. Một khoang miệng không khỏe mạnh có thể dẫn đến những tổn thương trên mặt, gây ra vấn đề về tim và tiêu hóa. Hãy nhớ thường xuyên đi khám nha sĩ và đảm bảo dùng chỉ nha khoa để xỉa răng, đánh răng và súc miệng hàng ngày nhé. Không khí trong lành ở ngoài trời có rất nhiều tác dụng tốt đối với cơ thể. Ánh nắng mặt trời giúp thúc đẩy quá trình tổng hợp vitamin D và giúp cho bạn có một hệ miễn dịch khỏe mạnh.